Xin chào quý vị và các bạn. Thật là vui khi chúng ta lại được gặp nhau vào một buổi sáng cuối tuần. Và cũng như mọi khi, chương trình gặp nhau cuối tuần của chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị và các bạn những tiếng cười sảng khoái thú vị và đằng sau đó cũng sẽ là những thông điệp về cuộc sống và xã hội mà gặp nhau cuối tuần muốn gửi gắm. Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chủ đề hôm nay của chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng đến với chủ đề học thật, học giả, bằng thật, bằng giả. Hy vọng rằng đây cũng sẽ là một vấn đề được quý vị và các bạn quan tâm và chia sẻ. Alo, vâng, tôi thật đấy ạ. Dạ vâng, vâng, em chào sếp ạ. Dạ vâng, em thật đấy ạ, vâng. Dạ, dạ sao ạ? Sao đi công tác đấy ạ? Ơ, nhưng, báo cáo sếp nhưng mà em... Vâng. Dạ, được rồi ạ, em sẽ cố gắng thu xếp. Dạ vâng, vâng. Dạ vâng, dạ chào sếp ạ. Này, bảo đi công tác đi. Này cậu, làm cái gì mà cứ cuống người lên thế? Đi đi lại lại chóng hết cả mặt. Tôi đang tiến thoái lưỡng nan đây này. Sao thế? Cứ bình tĩnh thế nào. Bình tĩnh thế nào được? Tôi đang học tiếng Anh tại chức để hoàn tất hồ sơ đề bạt. Thế mà sếp bảo là đi công tác thế hay không thì... Để tôi nộp hồ sơ cho. Người ta đề bạt tôi, ông nộp hồ sơ của ông làm gì? Thế thì xin nghỉ mấy ngày. Nghỉ thế nào được? Học thì ngày nào cũng học, mà đi công tác thì đi hàng tháng trời, có phải ít ngày đâu. Thế thì căng nhỉ? Quá căng. Căng đấy. À, hay là, này, hay là ông đi học ủng hộ tôi đi. Khổ quá, tôi làm gì có thời gian. À, thôi được rồi, tôi sẽ có cách giúp ông. Anh ơi, đứng dậy, ra tao bảo. Làm cái gì mà mày lom kha lom khom ấy à? Đứng thẳng ấy. Người một mẩu cứ lom kha lom khom, ông đập cho. Đến tìm người lao động à? Vâng ạ. Thế mà lại ngồi lẫn vào đấy thì... Tại vì anh quá to quá, em hoảng. Thông báo cho biết nha, đây mới là sự lựa chọn số 1 này. Tức là tiếp là mình là người lao động mà. Úi giời ơi, thế mà làm ta giật bắn cả mình. Đưa đùa bác tí cho nó vui mà. Thế có một việc gì bố trí để em ở đây là thâm niên lâu nhất nên cái gì em cũng làm được. Rồi, có việc đây, có việc. Có việc anh ơi, anh ơi. Chúng mày tuổi gì? Tao còn đứng đây mà chúng mày nhau này. Ơ vẩn. Anh ơi, có việc gì anh cứ nói để em sắp xếp. Rồi, tôi cần một người đi học hộ tôi. Cái gì cơ? Học làm sao được chị? Đi học á? Ôi này, cho xem. Ôi, chúng ai ca này bệnh nặng quá, bệnh viện trả về rồi. Ông nói gì đấy? Ông bảo ai bệnh hả? Không bệnh mà lại ra đây tìm người đi học à? Chúng tôi mà học hành đầy đủ thì làm gì phải đứng đây chờ ông? Sao bác không thuê mấy đứa sinh viên làm cho? Rồi. Học thì ấm vào thân bác, thì ấm vào thân ai? Rồi. Mà bác không lo đi học, lại lo đi thuê. Buông này ra, nói mà cứ xỉa, kinh bỏ cha. Trong trí thức cái này mà mù chữ. Này, không làm thôi nhá. Đừng có mà bảo mù chữ chọc ngoáy gì đấy. Này, kìa bác. Thế bây giờ này, tôi hỏi mọi người có chịu đi học hộ tôi không? Kìa bác cứ bình tĩnh ý. Bọn em ở đây là thật thà chất phác, có gì nói đấy. Em nói thật bác thuê em bê một bao xi măng 50 cân từ tầng 1 lên tầng 5, rồi từ tầng 5 xuống tầng 1 em làm được luôn. Nhưng mà đi học là hơi quá sức. Thế thì mới phải thuê 60.000 một người một ngày, được chưa? 60.000 một người. Anh ơi, em nói thật chứ, công việc nặng nhọc kiểu nào em cũng làm, chứ việc học hành thì em chịu thua anh ạ. Chịu đấy. Em lao động quen rồi, nhọc cái thân nhẹ cái đầu, em chịu. Thế. Hay mình liều thử phát.
Đúng, ông hiểu đi. Đây, đây, dạ, dạ, bác ra em gặp riêng đi. Đây, bác ra, ra đi. Này, bác ơi, cái này nó cũng hơi quá sức của em cho nên là 60.000 là hẻo quá. 60.000 là được lắm rồi đấy. Ừ, bác thì em đã nói rồi. Em thấy bác nhiệt tình, em nể bác thì em mới nghĩ cách để giúp bác. Nhưng mà đây không phải là cái ngạch chính của em, đi học là nó khó lắm cho nên là 60.000 hẻo quá không được. Chẳng qua là tôi đang rất vội chứ còn không thì còn lâu nhá. Thế bác trả em được bao nhiêu, nói một câu được là em múc luôn. Tôi sẽ trả anh 100.000 nhá, 100.000. 100.000. Ừ. Này, bác đừng tưởng 100.000 của bác là đã to nhá. Đây chẳng qua là vì miếng cơm manh áo mà em phải làm cái việc nó quá sức mình. Quá sức là quá sức thế nào? Chỉ việc ngồi vào trong lớp nhá, nói ra ba câu chuyện, được hẳn 100.000. Khối người mơ ước đấy. Mơ mới kẻ ước. Này, thằng này học hết lớp 4 này, thằng này biết nhá. Ngồi trong lớp không phải lao động chân tay. Thế nhưng mà lại căng thẳng thần kinh thì tất nhiên là sẽ tổn thọ, đúng không? Bác thử hỏi bọn này xem có thằng nào dám làm không? Có thằng nào dám làm không? Không làm thì ngồi xuống. Nhanh. Đấy, bác thấy chưa? Bác gặp em là hơi may rồi đấy. Thôi, anh em đi nhá. Từ từ. Đã dặn dò gì đâu? Dặn cái gì, hợp đồng thế, cứ thế mà làm mà dặn cái gì nữa? Không dặn ông thì quá bằng tôi tự sát. Bây giờ thế này, bây giờ tôi sẽ chở ông đến lớp. Ôi, chị tưởng cái gì? Này, thằng này tuy ít học nhưng không phải không biết cái hình thù cái lớp học nó thế nào đâu nhé. Tôi cũng phải dặn ông điều đấy đâu. Thế không dặn thế thì dặn gì? Thế có phải bác bảo em mà vào lớp này thì nói dăm ba câu chuyện đúng không? Thế bây giờ em vào lớp, em tìm được một đối tượng nào nó trùng sóng với em, là em bốc phép, em kể chuyện cười một lúc rồi hết giờ em đi về, chứ em ngồi ở lại lớp làm gì? Ngượng chết đi được. Ông làm như thế là ông giết tôi đấy. Sao lại giết, là giết thế nào? Ông ở trong lớp ý, ông nói ít thôi, nói dăm ba câu chuyện rồi im cho tôi nhờ. Nhưng mà khổ nỗi là từ lúc cha sinh mẹ đẻ em là thằng hiếu động, càng lớn lại càng lắm mồm, nhưng mà sợ em không câm được. Không câm phải cố mà câm, không lấy tay bịt lại. Ở trong lớp chỉ có mỗi thầy giáo được nói thôi. Thôi được rồi, đành phải hy sinh một đức tính vậy. Đi, ta đi thôi, cầm chân. Này, này, từ từ. Ông làm gì? Để tôi dặn dò tiếp đã. Dặn cái gì mà dặn lắm thế? Bác dặn em cứ như là dặn con gái về chuẩn bị về nhà chồng không bằng ấy. Thế này, thế nọ, thế kia. Ý giời, dặn nhiều quá em không nhớ đâu. Bây giờ thế này, tôi dặn ông nhá. Khi vào lớp, thầy giáo gọi tên Trần Văn Thật thì ông đứng dậy bảo là có. Không được, Trần Văn Thật là thằng nào? Trần Văn Thật là tôi. Xin lỗi, thế thì em không biết. Nhưng mà em là Nguyễn Văn Vữa thì làm sao mà trở thành Trần Văn Thật được? Rồi ôi, vội vữa cái gì? Nếu không vì cái tên tôi thuê ông làm gì? Thế mới bây giờ này, khi thầy giáo gọi ông bậc đọc bài thì ông đứng lên ông đọc. Nếu mà vở tôi thiếu ấy thì ông lấy vở thằng bên cạnh mà đọc. Rồi em quên mất. Có nghĩa là, nhưng mà nếu nó không cho mượn thì sao? giật lấy mà đọc chứ, cứ lao vào mà chiến đấu à? Ừ. Ui giời, thế rằng giật là đúng là nghề của em đấy. Rồi, rồi bác yên tâm. Rồi. Em chơi được hết thôi, thế mình rồi, đi nhá. Rồi. Còn cái gì tôi sẽ dặn dò tiếp. Ui giời, rồi. Nhưng mà bác dặn nhiều thế em không nhớ được đâu. Hay là tốt nhất là bác cứ ghi ra giấy, xong rồi em về em học dần nhá. Rồi. Yeah. Thôi mình đi. Thế không? Nào cũng được. Muộn rồi. Đi nhá. Anh đi nhá. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần đầu câu chuyện và chắc hẳn lúc này quý vị và các bạn đang nghĩ rằng đây là một câu chuyện hư cấu của Gặp Nhau Cuối Tuần, đúng không ạ? Nhưng thưa quý vị và các bạn, thực ra trong cuộc sống có khá nhiều hiện tượng như vậy, bởi vì có rất nhiều người họ thật sự chỉ cần tấm bằng chứ họ không cần những kiến thức và chuyên môn thật. Vì vậy họ nghĩ ra rất nhiều cách để có thể đối phó với việc vắng mặt ở trên lớp. Và anh chàng thật của chúng ta cũng đã tìm một trong những cách đó, có nghĩa là ra chợ người, thuê người để đi học hộ. Chúng ta cùng theo dõi tiếp xem rằng cái việc học thuê của anh chàng này có chót lọt hay không, hay là mọi việc sẽ diễn ra như thế nào. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tiếp câu chuyện của chúng tôi. Ngồi đây trước cái chỗ này phải là của tôi chứ. Bố lão vô liêu. Cái loại mày ấy. Đây.
Tao nói cho mày biết nhá, loại mày xuống trên bến xe phía Nam đập cho mày nát mặt luôn. Này, xin trân trọng thông báo cho ông biết nhá. Tôi cũng đầu gấu trợ người ở Nghĩa Tân ấy. Ông xuống Nghĩa Tân tôi đập cho ông phát chết luôn. Đúng rồi, mày có dạy không? Không nhá. Mày mới đến mày không biết nhá. Cái chỗ này tao thuê bao từ đầu khóa nhá. Thế xin lỗi anh khổ. Em đâu có biết anh là ma cũ ở cái lớp này. Nhưng mà anh làm ơn anh bỏ giúp em cái tay. Em vừa đi bấm lỗ tai hôm qua cho sành rượu anh bóp mày chết đau quá. Thế thì dậy. Dậy từ từ để em dậy. Dậy đi, nói nhiều. Dậy thì mày bỏ cái ghế của tao chứ. Bỏ ghế thì bỏ. Này, anh ơi đừng làm thế, em buồn. Buồn đi, có máu buồn. Bỏ luôn, có máu buồn. Tiếp nhanh đến người bé mà mỏng, đôi khi vụt cái ngồi ngay ghế. Mày lên trên kia mà ngồi. Anh ơi, em không lên trên kia ngồi được. Em không dám đối diện với thầy giáo, lên đấy thì chết em. Thế mày tưởng một mình mày sợ đối diện với thầy giáo à? Tao không sợ à? Này, người thuê tao, quên mất, người nhà tao bảo là tao phải ngồi chỗ này cho nó an toàn. Thế là anh em mình cùng chung cảnh ngộ trên bến dưới thuyền rồi. Nhớ em nói cho nghe, cái thằng cha nó thuê em đi học. Thế mày cũng... Cái thằng ấy nhờ em học hộ. Cái mồm. Tức là người nhà em cũng dặn em y là người nhà anh dặn anh ấy. Phải ngồi ở dưới này cho nó khuất, cho nó ăn. Thôi anh em cùng chung cảnh ngộ cho người em nhà. Không được. Mày lên đầu mà ngồi. Ngồi lên đầu anh nhé. Chỗ lá mày ai ngồi trên đầu tao? Tao nói cho mày biết nhá, cái chỗ này tao mua bao nhiêu tiền đấy. Mày thích đưa tiền thì tao không bán. Thế anh em mình cùng cảnh ngộ đi học mà thì nói ở chỗ đại học tại chức mà anh nói giọng chợ búa như thế thì chết thì thôi anh. Tao biết. Cho em ngồi ghé nhờ tí nhé. Quên đi. Anh cũng cho em ngồi ghé, em cứ đứng đây ấy. Này mày cứ mất trật tự một tí thì giáo vào mà kiểm tra cái góc này chết cả nút. Chết thì thế thì anh cho em ngồi với ghé. Cái thằng này. Chào ngồi đây cùng một bên tí anh. Mày ra cho ngồi. Mày ra giúp em ngồi. Anh ở chỗ này chỗ của tao mà. Hai cái anh này. Tại sao hai anh lại ngồi chung một bàn? Dạ thưa thầy, ông ấy cướp chỗ của em ấy. Dạ em thầy nó cứ tranh chỗ của em. Đâu cái chỗ của anh đâu? Dạ chỗ em đây ạ. Đâu cái chỗ của anh đâu? Chỗ của em đây, lúc em vào em ngồi trước đây, ông vào ông biết em có máu buồn, ông cù em đuổi em ra đấy. Thầy bố lão vừa nhá. Chỗ anh cứ để bàn xuống, anh cứ để bàn xuống. Dạ vâng. Anh còn bảo anh là đầu gấu ở bến xe phía Nam, anh đuổi em ra còn gì nữa. Thôi. Các anh không cãi nhau nữa. Tôi hiểu rồi. Cả lớp cho tôi hỏi là những thành phần nào thì hay chui xuống góc lớp để ngồi nhỉ? Anh chị nào trả lời được không ạ? Dạ thưa thầy. Anh trả lời đi. Không, anh này anh trả lời được đấy. Anh này trả lời được hả? Trả lời được. Anh trả lời đi. Dạ. Trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Cái gì? Trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Em thầy là trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Cái gì? Trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Đây là lớp học chứ không phải là huyện đội mà anh bảo trốn tránh nghĩa vụ quân sự. Thế sao cái thằng này nó bảo thế? Mày vừa bảo tao rồi. Anh cứ ngồi xuống đi đã. Em có bảo gì đâu. Mà anh lớn rồi thì bây giờ người ta nói cái gì anh cũng nghe theo à? Đúng rồi. Mày thôi. Tôi hiểu rồi. Lát nữa tôi sẽ kiểm tra bài các anh. Anh lên trên này ngồi. Đấy, em... thầy bảo mà lên trên kia ngồi kìa, nhanh lên. Không, em không lên, em ngồi ở đây thôi. Kệ anh ấy, anh không cho em ngồi, em cứ đứng đây. Này, anh ơi. Anh bị làm sao đấy? Sao mới răng gì kệ ta? Này người ta đi học rồi người ta nhìn lên bảng. Tại sao anh ấy cứ cúi gầm mặt xuống bàn này thế nào? Mày ngu lắm. Phải ngồi thế này thì thầy giáo mới không kiểm tra được bài. Thế á? Anh siêu nhỉ? Đúng là anh đi học trước kinh nghiệm hơn em. Em mới đến em chả biết gì cả. Nếu tí có cái gì anh bảo em ấy nhá. Được rồi. Anh kinh nghiệm, nếu ông ấy hỏi cái gì em không biết anh nhớ bảo em nhá. Được rồi. Rồi. Anh ơi, đây em có cái gì để em sửa móng tay cho em, thấy móng tay hơi bị dài ấy nhá. Ủa gì mà kệ ta. Vợ em nó làm cắt tóc của đầu sửa móng tay hơi siêu ấy, em học được mấy chiêu em tưởng gì đó. Đây nhá, tôi bắt quả tang hai anh nhá.
đâu. Lại còn đâu cái gì nữa? Tại sao trong lớp các anh lại sửa sang sắc đẹp cho nhau? Đâu em... Cắt sửa móng tay cho nhau hả? Anh ấy bắt em sửa móng tay... Nó cứ giằng tay em ra. Đâu, anh đọc vu cáo cho em thôi. Tại sao lại vu cáo? Tại sao các cậu cứ suốt ngày chành chọe nhau như trẻ con thế hả? Đâu chành chọe thì đâu, nhưng mà anh ấy cứ bắt em sửa móng tay cho anh ấy. Bây giờ tôi kiểm tra bài của cậu. Thầy kiểm tra bài của anh này, sao thầy cứ nhìn em? Tôi kiểm tra bài anh ý. Kiểm tra bài em á? Ờ. Ui, anh vui, thế thì chết em rồi. Ai làm gì cậu mà cứ chết thì mới sống nhá hả? Dạ, có ai làm gì cậu đâu. Đâu, em cứ kêu trước thì rồi tí nữa chết thì không kêu được. Cậu nghe này. Cậu dịch cho tôi đoạn hội thoại này nhá. Dạ, thầy giáo kiểm tra hội thoại anh này chứ. Tại sao cậu cứ mếu máo thế hả? Nhưng mà thầy, em không trả lời được. Thầy đừng... Cậu đứng ở đây. Dạ, thầy. Đây nhá, cậu dịch cho tôi đoạn hội thoại này này. Thầy ơi, em không chưa... Hello. How are you? How are you? I'm fine. And you? You, anh ơi. Cậu dịch đi. Thầy em, thầy đoạn em. Thế bây giờ cậu có dịch không hay cậu để tôi mời cậu ra khỏi lớp nào? Thầy giáo ơi, thầy đừng đuổi em ra khỏi lớp mà em mất tiền đấy. Em nói là em đóng học phí rồi, thầy đừng đuổi em ra khỏi lớp. Thế bây giờ cậu có dịch không? Từ em dịch. Đúng rồi, em nhớ rồi, em nghĩ rồi. Thầy hỏi hello. How are you? Em dịch là hello là xin chào đúng không? Đúng còn rồi, hỏi, đúng thôi, rồi. Thôi, xin chào anh uống sữa Vitamilk. Đúng không? Cái gì? Rồi, em dịch đại ý là như thế. Còn đâu chi tiết đây, anh vui anh đang gục mặt được tí, anh ấy dịch tiếp. Tao nói cho biết nhá. Tao nói cho biết nhá. Cứ để bàn xuống. Em thưa thầy là em không làm gì, em ngồi nguyên si ở đây, nó cứ đâm bị thóc chọc bị gậy. Mày bố láo như này. Thôi, các anh làm cái gì đấy hả? Đây là toàn chỗ người lớn đi học. Mà còn anh nữa. Hễ cứ hỏi đến bài thì khóc lóc năn nỉ ỉ ôi. Đây có phải là lớp 4, lớp 5 đâu. Dạ thưa thầy, nhưng mà em thì thực ra em cũng học lớp... Em xin lỗi thầy thì... Anh lại nhất dương chỉ tôi à? Dạ không, em đang trỏ mặt thằng này thì thầy kéo tay về phía mặt thầy. Em xin lỗi thầy thì... Em nhớ mồm. Mày mà nói lộ ra, thầy muốn đuổi cả hai đứa ra khỏi lớp mà đừng có trách tao. Thì nhưng mà trình độ dịch em thế là siêu lắm rồi còn gì. Thôi bây giờ tôi hỏi hai anh đây, anh tên là gì? Dạ tên thầy em tên là Nguyễn Văn Vữa. Nguyễn Văn Vữa? Vâng, Nguyễn. Lớp này trong danh sách làm gì có ai tên là Nguyễn Văn Vữa? Không. Em okay, okay. Thế tên là gì? Em nhầm thầy, chờ em tí khổ. Tên là gì? Dạ tên thầy em tên là Trần Văn Thật ạ. Nó tên là Thật thôi ạ. Trần Văn Thật à? Vâng. Thế còn Nguyễn Văn Vữa là tên ai? Nguyễn tên Văn cậu Vữa à? Không phải đâu ạ. Vữa là tên vợ em, nó gọi em ở nhà. Thế là đi học rồi nó bảo em đổi tên cho nó đẹp. Mà em nó bảo nó rồi cứ gọi là Vữa cho xong rồi nó còn bắt em đổi là Trần Văn Thật. Trần đời ai oán, tôi chưa thấy có ai không nhớ cả tên mình để phải ghi cả vào giấy nữa. Dạ thưa thầy thì nó mới đặt cái tên cho em sáng nay. Không, cái tên này nó mới đặt cho em tháng trước á. Hả? Ôi, cái thằng này buồn cười nhỉ. Giờ nay mà hẹn hò mà chả thấy đến gì cả. Lạ quá. Đây ơi. Hi, sorry, hello, thank you, bye bye. Sao vừa mới hello cái bye bye ngay đấy? Không, ý là em muốn định xin lỗi bác một tí vì em đến hơi muộn. Thế xin lỗi là anh là... Anh không nhận ra em à? Em là Mít Star Vữa đấy mà. Vữa đấy em? Vâng. Lạ quá không nhận ra. Bắt tay chúc mừng sự hợp tác của chúng ta thành công tốt đẹp. Cảm ơn bác. Nào, xin mời. Dạ, tốt thì tốt rồi nhưng mà chưa được đẹp lắm đâu ạ. Dạ. Sao lại không đẹp? Thì bác vẫn còn thiếu Monet của em mà. Monet là cái gì? Monet là cái gì không biết. Monet là tiền chứ còn là cái gì nữa. Ui giời. Ôi giời ơi. Tiền là money. Ông bảo Monet thì bố Tây chả biết được. Tóm lại là Monet hay là money thì bác cũng vẫn đang còn thiếu tiền em. Ông quê quá. Cái thằng này ăn nói lại vậy. Bao công sức cho mày đi ăn đi học xong rồi mày ăn nói tao thế nào? Ôi cái ông này,
Ông nói cái giọng như là bố tôi không bằng ấy. Tóm lại là ông giả tiền tôi. Còn thiếu một buổi hôm ấy lớp nghỉ học đi ăn thịt chó. Này, nghỉ học là không được tính nhá. Và lại là ông cũng lãi cả bữa thịt chó đấy rồi. Này này này, em nói cho bác nghe, em xác định đi học giúp bác là vì kiến thức chứ không phải vì bữa thịt chó nhé. Vì kiến thức ông cũng vì tiền ấy. Này này, nói về kiến thức nhá, tầm này chưa biết ai hơn ai đâu. Này, không nói năng lung tung nhá. Cái gì? Một buổi gì? Một buổi học gì? Đây, tôi giả ông luôn nhá, hết nợ nhá. Rồi. Nói năng lung tung. Em xin xem nào. Tiền thật đấy, không phải tiền giả đâu mà soi. Rồi, cảm ơn bác. Nói thật đấy bác à, em cũng phải cảm ơn bác rất nhiều. Vì nhờ cái lớp học tại chức tiếng Anh của bác mà em làm quen và tiếp được bao nhiêu khách Tây. Ra đây rồi. Vâng, chào sếp. Vâng, chào em. Này, tình hình sắp tới là cơ quan ta tiếp khách nước ngoài. À thế ạ? Cậu phải làm việc trực tiếp với người nước ngoài và kiêm luôn phiên dịch cho tôi. Ồ, đó chưa? Vâng. Sếp cứ yên tâm đi. Em dịch được tuốt và cứ khách Tây khách ta em tiếp được tuốt. Vâng. Xin giới thiệu với anh. Đây là bạn của em. Ngài Tony Vừa. Xin chào. Ok. I can say English but I not. Good money. Oh, okay. Also yeah. India. Kaisa. Cậu này khá thật đấy nhỉ? Khá quá cơ. Có lẽ cơ quan mình chỉ có mỗi mình cậu là nói chuyện trực tiếp với người nước ngoài được. À thế ạ? Này, triển vọng lắm. Ô thế ạ? Vâng. Em sếp quá khen. Thưa sếp, em có triển vọng thật ạ? Rất triển vọng. Mình cũng đang muốn gặp cậu đây. Có cái hợp đồng đối tác với nước ngoài. Cậu dịch luôn cho mình đi. Dạ vâng, sếp cứ để đây. Em sẽ dịch. Không. Mình rất cần gấp đấy. Dịch luôn đi. Vâng, sếp cứ yên tâm. Em sẽ dịch luôn, dịch ngay ạ. Vâng. Dịch luôn nhé. Vâng, sếp. Dạ, mời sếp ngồi đợi em tí ạ. Dạ, sếp cứ ngồi đây ạ. Cái gì nữa đấy? Vụ này ông phải cứu tôi đấy nhá. Ấy, không được. Em không dịch được đâu. Ai bảo ông dịch? Thế là làm gì? Đây. Tôi có thằng bạn rất giỏi tiếng Anh. À. Đấy. Ông cứ điện cho nó. Nó sẽ dịch trực tiếp cho ông. Thế nhưng mà này nhé, vụ này là không phải trong hợp đồng cũ đâu nhé. Tiền ngoài. 200% nhé. Ôi nhiều thế. Em dịch ngay đi ạ. Alo. Dạ em chào anh ạ. Dạ em là thư ký của anh Thật đấy mà. Dạ có cái tài liệu nước ngoài đang nhờ anh dịch nhưng chuyển cho anh thì muộn mất hay là em đọc tiếng Anh xong rồi anh dịch tiếng Việt nhá. Em đọc luôn này. Ếch chăng re ạ. Vâng, không. Ếch chăng re chứ không phải ếch chăn ve đâu ạ. Vâng. E-X-C-H-A-L-L-N-N-T-H-O-P. Vâng, L thấp. Khổ. Em không biết đọc chữ L thấp. Vâng. G-E sau đó là chữ Ra-te. Ra-te, vâng. Ra-te. Vâng. Impossible. Im là im mồm đấy ạ. Vâng, simple ạ. Em ghi nhá. Anh đọc tiếp. Rồi. Vâng, ui cậu. Ui giời ơi, trình độ tiếng Anh của anh cao thủ quá. Vâng, thế em đọc tiếp nhá. Dạ thưa sếp, trong hợp đồng của sếp đưa ấy, dạ có rất nhiều từ chuyên môn cho nên em cần phải tra cứu kỹ. Sếp cũng biết rồi đấy,
hợp đồng là phải chính xác, sai một ly là đi một dặm ngay. Và nếu sếp mệt, sếp có thể lên phòng, em dịch xong em sẽ đưa lên chỉnh sếp ạ. Thôi cũng được, nhưng dịch nhanh cho mình nhé. Dạ, mình cần gấp đấy. Vâng, nhớ xong nhá. Xong em mang lên ngay. Ừ, vâng, nhớ đấy. Dạ, sếp lên phòng ạ. À, thế để em đọc tiếp nhé. Vâng vâng, ti ti me anh ạ. Sao anh lại cáu em, anh buồn cười nhỉ? Em làm sao mà biết được, em chỉ biết ở đây luôn là ti me. Vâng, t y ngắn mới à, đọc là tham. Vâng. À, dịch cho tiếng Việt tức là tham lam gì. Thôi. À, thế là tham là thời gian à? Vâng, anh cho em tí, em xem rồi, em đi. À, tham, thời gian. Rồi, xong rồi. À, alo. Vâng, em đây. Mày gọi thế thì đốt tiền điện thoại của tao. Anh ấy đang dịch cho từng chữ một đây. Khổ thôi, thế. Thôi, mày ghi đi, tao đọc cho. Rồi, anh đọc đi. Vâng, anh đọc tiếp ạ. Li nè. Vâng ạ. L cao đấy. L cao chứ không phải L thấp ạ. Vâng. Còn nè. 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 Nè N thấp. Nè N thấp, vâng vâng. Đọc lai ạ. Lai ạ, vâng. Lai. Có nghĩa là đường dây hoặc kết nối ạ. Đường dây kết nối rồi, đây rồi, em ghi rồi. Vâng vâng. Anh đợi một lát nhá. Vâng vâng. Sao đấy? Đi về phòng cho nó kín đáo. Về phòng anh hả? Anh đọc đi. Ừ. Nghe tiếp nhá, mày ghi nhá. Tô to deposit ạ. Đọc là deposit gì ạ? Anh ngô. Đi chứ không phải đe chứ. Giống ngô. Ngô sẵn gì ở đây? Đi tiếp đây. À, vâng vâng. Là deposit gì ạ? Vâng. Ôi giời ơi. Tôi muốn đọc nào là quyền của tôi chứ. Nhưng mà này, tôi có đọc đâu, tôi dịch cơ mà. Ừ, chứ lúc nào mà tôi muốn đọc ấy thì tôi sẽ đến hôm sau. Rồi, chào. Đây. Cậu ngồi đây nhá. Dạ vâng. Đợi tôi một tí. Vâng. Tôi đem cái bản này lên tôi chỉnh xếp. Dạ vâng. Xong rồi tôi xuống. Anh dạ. Em mình đi uống bia nhá. Dạ. À, thế dạ. Như vậy ấy, dạ. Ấy khoan đã. Được. Đã thanh lý hợp đồng đâu mà lấy biển dịch. À kìa, hợp đồng gì? Ờ, cái hợp đồng thì thống nhất từ nãy rồi. Hợp đồng này khác hợp đồng trước cơ mà. 200% đấy. Yeah. 200% là thế nào? Cho rằng anh quên nhanh thế. Thống nhất đồng ý cái này bản khác, cái kia bản khác. Mà cái này 200% à, ừ. 200%. Này ông buồn cười nhỉ? Cái gì? Cái này là điện thoại của tôi nhá, bạn tôi dịch nhá. Ông chỉ ghi mấy chữ, ông đòi đến 200%. Đây là cái việc, đấy là việc của anh. Còn đây là việc của tôi. Tôi thống nhất lúc đầu tôi ghi là 200. À, thôi được rồi. Bạn anh nhỉ đúng không? Ừ. Điện thoại của anh nhỉ đúng không? Chứ còn gì nữa? Rồi, ok, máy tính. Được rồi, cắt bớt đi 50%. Đấy, có nghĩa là còn 150%. Tức là 150.000 có tiền thì có bản thân. Này, cậu Vữa này. Gì? Tôi với cậu đi đâu mà thiệt, đúng không? Cũng có. Bao nhiêu buổi học của tôi lo chu đáo cho cậu, tiền nong tôi trả đầy đủ. Sao cậu còn chắc lép với tôi thế nhỉ? Ừ. Đúng không? Không phải thế, nhưng mà có mỗi một buổi học thiếu tiền mà em phải đến tận cơ quan bác mới lấy được thì làm sao mà chắc chắn được. Thôi cứ giao tiền trao thì cháu múc. Thôi bây giờ cậu cứ đưa cho tôi trước đi xong rồi. Không được. Cứ đưa tiền đây rồi em đưa cho nhá. Không bao giờ. Em là cứ phải chắc. Bác cứ đưa 150 để em giao ngay bản dịch tận tay bác mang nộp sếp. Ok chưa? Quá đáng quá đấy. Cứ cũng bình thường. Thôi đây. Yeah. Mà moi kinh nhé. Rồi. Cả nhà cả cửa tôi còn đúng có 100 đấy. Cầm đi xong rồi đưa tôi. Ấy khoan, 100 chưa được, phải đúng 150. Ấy xin trước 100 đủ 50 lấy nốt bản dịch nhé. Tôi không đùa đâu nhá. Không đùa cũng không được, bản dịch này là đúng 150. Không, 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 được này, không đưa nhá. Này, nói được. Này. Ok. Này, giật đi. Cậu đưa này. Tay anh làm sao mà dài. Này. Dài bằng tay có em. Có chuyện gì thế này hả? Oh. Cái gì này? Escape. Vâng, đi ạ.
anh xin lỗi bác tốt. Các cậu xì xô trao đổi cái gì đấy hả? Cậu ta đang muốn tìm hiểu một chút đôi nét về công ty ta đấy ạ. Này, thế cậu ta làm gì? Dạ, cậu ta là đại diện của một công ty nước ngoài có trụ sở đóng tại Việt Nam. Cậu ta có nói được tiếng Việt không? I can but... Cái gì đấy? Cậu ta nói là I can mấy lời. Cái cậu Tôn Vữa này cũng vui tính nhỉ. Cậu thật này, công ty chúng ta đang cần những đối tác như ngài cái Tôn Vữa Vữa gì này. Mr. Vữa. Ừ, rất cần đối tác đấy. Thì cậu phải giúp tôi làm quen với ngài đi nhá. Dạ, vâng. Nó bừa đi. Đi bừa, cây bừa hả? Không, nói bừa. Sao tiếp bừa? Hello, like little eat you. Cái gì? Hello, like to meet you. Ý cậu ta muốn nói là xin chào ngài giám đốc xứ sở của meet you. Câu nói gì đấy? Bảo tôi thiêu cái gì đấy? Không. Cái này là người nước ngoài họ đầu óc hài hước. Họ đùa đấy. Ok. Này, thôi. Cái cậu, tôi muốn nói chuyện với ngài tôi đi vữa đây. Thế tôi nói chuyện, cậu dịch luôn. Vâng. Xin chào, tôi xin tự giới thiệu. Tôi là giám đốc công ty phát triển kinh doanh đường bộ. Dịch đi. Đến từ đâu? Tôi muốn hỏi là ý cậu là ngài đến từ đâu ạ? Đến từ bến xe Nghĩa Đô. Cái gì vậy? Ông ta nói là ông ta đi xe ôm từ bến xe về đến đây ạ. Ok. Tôi hiểu rồi. Nhưng mà ý tôi muốn hỏi là ngài đến từ đất nước nào cơ ạ? Cái gì này? Này, câu thật. Cậu đi học tiếng Anh tại chức. Khi cậu dịch, cậu phải dịch cho tiếng Anh. Chứ sao lại cứ hoa chân múa tay như thế hả? Đấy là em vừa nói vừa phải hành động cho nó sinh động ạ. I am from Frica. Là nước nào nhỉ? Thích ca, đến từ Ấn Độ. Xin chào, rất vui được làm quen với một người đến từ Ấn Độ. I am fine, thank you, and you. Ngài nói gì đấy? Ngài bảo là sếp ăn cơm chưa? Cảm ơn, chiu, ăn cơm rồi. Chiu, rất hân hạnh được làm ăn đối tác với đàn ấy. Ông dịch kiểu đấy ông giết tôi. Đối tác thì... Nói là quyền của ông, dịch là quyền của tôi, cứ nói bừa đi. Này, cậu thật này. Cậu thử hỏi ông ấy là ông ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Cậu cậu nói cái gì đấy à? Anh ấy là Việt kiều ạ. Cho nên anh biết một tí tiếng Việt, cho nên em dùng biện pháp song ngữ nói cho dễ hiểu. Song ngữ. Úi giời ơi, tí nữa quên mất. Cậu thật đấy, tôi bảo. Vâng. Xin mời ngồi. Vâng. Này. Có một cái bản phách họ gửi cho tôi từ lâu lắm rồi. Nhưng hôm nay họ giục bảo trả lời ngay. Cho nên cậu thử xem họ nói cái gì. Đây. Dịch luôn đi. Cái này bình thường mà sếp.
cái này bảng báo giá với lại mời mình mua hàng của họ đấy mà. Báo giá gì? Ở đây này, xếp nhìn nhá. Đấy, sắt này, xi măng này, đấy, gạch này, vôi này, ui, cát sỏi. Ui, sếp ơi, Việt Nam mình đầy các sắt thép rồi xi măng, việc gì phải mua từ nước ngoài cho nó tốn kém nhá. Xi măng của mình vừa rẻ vừa tốt, việc gì sếp phải đi đặt hàng ở bên kia. Họ mời là họ mời, mua hay không là quyền của mình. Thế là cái bản phách này có vô tác dụng à? Vô tác dụng, đây là cái chào hàng. À, chào hàng. Chào hàng. Tức là không cần thiết đấy mà. Không cần thiết. À, vâng. Bỏ đi cái gì? Vâng, không cần thiết. Xin lỗi. Alo. Vâng, chào anh. Tôi đã nhận được bản phách của anh rồi, đang trong tay tôi đây. Nhưng tôi cũng xin thông báo luôn nhé, là công ty chúng tôi không cần đâu. Vâng, không cần. Anh có thể mời đối tác khác. Vâng, chào anh. Vâng, cảm ơn anh. Đây, cậu thật này. Bây giờ có một đối tác mới là ngày Tony Vừa đây. Vâng. Bữa nào cậu bố trí tôi có một bữa cơm thân mật với ngài đây. Hey, you. Ăn cơm. Xin lỗi. Điện thoại của sếp tổng. Alo. Vâng ạ, em đây ạ. Vâng. Dạ, báo cáo anh. Vâng, nó lặt vặt quá, em đã từ chối rồi ạ. Vâng. Vâng, em từ chối rồi. Dạ không, em cẩn thận lắm. Báo cáo với anh là em đã giao cho một tay có trình độ ngoại ngữ giỏi nhất công ty đảm nhận việc này rồi. Vâng, anh cứ yên tâm đi, đâu sẽ vào đấy cả. Gớm, có mỗi một cái phách nhỏ thế mà anh cứ bận tâm làm gì. Vâng. Cái gì ạ? Dạ. Họ đã đồng ý là nâng từ 12 tỷ lên 17 tỷ cho gói thầu của công ty em à. Thế nhưng mà sao ạ? Anh ơi, thế thì chúng em làm luôn. Vâng, 17 tỷ chứ có ít đâu, chúng em làm luôn. Cái gì ạ? Mời đối tác khác rồi à? Ôi giời ơi. Anh ơi, sếp ơi, sếp ơi. Chết tôi không như chứ. Cô thật. Cô lên tôi bảo đây. Cô làm ăn cái kiểu gì đấy hả? Cậu có biết cái bản này là bản gì không? Không. Đây là cái báo giá với lại không, em không biết. Cái bản này bản gì nhỉ? Đây là một bản phách của một đối tác nước ngoài. Họ thông báo cho chúng ta họ đã đồng ý nâng từ 12 lên 17 tỷ cho gói thầu của công ty ta. Và họ bảo trả lời ngay. Cậu dịch bố láo thành sắt thép xi măng. Tôi đã trả lời từ chối họ rồi. Trời ơi, thế bây giờ tổng giám đốc gọi tôi lên kia kia. Còn cậu, cậu học hành như thế nào mà dịch ba lanh như lý thế hả? Em cái gì? Đi theo tôi. Anh thật, thanh toán nốt cho em 50.000 em đi. Con này về hợp đồng tiền tỷ mà sao cứ 50.000 thanh toán. 50.000 gì? Tao đang chết đây này. Chết, tiếng Việt của anh, tiếng Việt. Sao cậu này nói tiếng Việt sõi thế à? Bạn của em, ngài Tony Vừa đây. Thôi ông ơi. Không phải vừa mới vừa gì đấy đâu. Không phải xấu làm gì đâu ông ta đây. Dạ báo cáo anh tình hình như thế này. Ông thật này ông ấy thuê em đi học cho ông ấy. Thế mà bây giờ còn có mấy chục nghìn tiền mà ông không thanh toán để cho em đi. Em còn bao nhiêu việc đấy. Thôi hôm vừa tôi mất 50.000 để tôi đi. Bây giờ mày có dốc ngược tao lên chẳng có ẩn số nào. Dốc là việc của ông, còn 50.000 là việc của tôi nhé. Thanh toán cho tôi. Nhục quá. Nhục gì mà nhục, cái đời nợ làm gì mà nhục. Ai nhục? Đây, 50.000 đây. Cậu đi luôn cho tôi đi. Chị xếp trả thay cho anh thật. Thêm tốt quá rồi. Cậu đi đi. Cảm ơn sếp nhé. Không, em cảm ơn là cảm ơn cái chuyện khác. Cũng là vì cảm ơn là có cái suất đi học của sếp và anh thật mà
em phải bồi bổ được bao nhiêu kiến thức. Ngày xưa toàn đứng ở đầu đường nghĩa tân, bây giờ lại nhận hợp đồng đổ trần cho người nước ngoài đấy. Này, mấy chục thằng thợ đang ngồi chờ em không dám bắt tay vào công việc vì là không thằng nào biết ngoại ngữ, phải chờ em về giao tiếp với chủ nhà. Cậu nói ít cho cậu đi đi, cậu đi đi. Nhá, xin phép anh Thật em đi nhé. À mà này, sau công ty có học ngoại ngữ hay ai cần đi học cứ gọi em nhé. Em xin phép em đi đổ trần đấy. Đổ trần nhé, hãy xin nhé. Cậu Thật. Dạ. Lên phòng tôi, ta nói chuyện. Ôi sếp ơi, còn triển vọng của em. Triển vọng à? Ôi, sếp vừa khen em là nhiều triển vọng. Triển vọng của cậu sẽ làm công nhân đổ trần cho cậu vừa, hiểu không? Ôi, sếp ơi. Vâng, thưa quý vị và các bạn, cuối cùng thì anh chàng Thật rất thật này đã bị vạch trần chân tướng. Đó cũng là điều dễ hiểu, bởi vì bằng cấp là cái có thể lừa được nhiều người, nhưng trình độ và kiến thức thật sự là thứ mà không thể che giấu được. Chúng ta chỉ tiếc rằng trong cuộc sống hiện nay vẫn có một số người, mặc dù trình độ không có là bao, nhưng với những bằng cấp mà họ kiếm được, họ vẫn đàng hoàng tồn tại ở một số vị trí. Trong khi có rất nhiều người có trình độ thì vẫn đang phải vất vả bươn chải trong cuộc sống để tìm được một việc làm phù hợp. Chúng ta mong sao cho nạn dối trá này sớm chấm dứt, để những con người có khả năng sẽ có được một điều kiện làm việc thuận lợi, để có thể góp phần xây dựng một môi trường làm việc lành mạnh và qua đó góp phần xây dựng đất nước. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi hôm nay. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào sáng thứ Bảy tuần sau.